tại này quay em hết. Nó có cam kết, cam kết biết sao nó quýt mà không tìm đúng ga, không tìm đúng vô, đúng ga đúng nó chết. Nó vô thôi chứ còn ra ai làm gì lão. Nó chưa có kinh nghiệm ra. Chưa kinh nghiệm ra. Nó vô được mà ra không được. Chưa biết ai hơn ai à. Vài bữa nữa, hai nãy đọc cái bài báo là cái bạn đó là coi như là được chứng nhận cấp bằng lái Boeing 1981. Sao? À, em thì lái máy bay lái Boeing. Đi về kiếm đi. Tại cái thằng nhóc nó 20 tuổi mà nó mới chia tay bạn gái, nó nói chuyện với một cái chị 39 tuổi. Thì nó bảo là em cũng đang buồn bởi sao vậy, em mới chia tay bạn gái. Chị đó nói trời ơi tội nghiệp quá vậy. Hỏi về bạn gái sao, nói em mới chia tay bạn gái 42 tuổi, em đang buồn. Em đến với người ta hạt lòng quá mà người ta giải giới.